Viettravel giới thiệu Travel.go, có tuổi chưa có tên. Alo, bác này sửa soạn chuẩn bị đi chơi nghe. Lên đồ. Năm nay cũng đã 80, nghe đi chơi là tươi phơi phới. Tóc trên màu xám ánh kim, không thuốc nhuộm cứ xin lời ngời. Tết thêm sực sỡ sắc màu, đèn sam khói thì cứ cho ao. Và ly tôi treo ngang hồng, hiện bông tai váy xinh màu hồng. Lên tour. Đi chơi với Viettravel, tour ta tụi tay ô về. Tết bao la khuyến mãi tràn trề, giá không lo chút thu ngon lành. Chúc nhau chuyện vui, cùng dắt tay bay khắp muôn phường. Nước non đẹp tươi, truyền thống xưa bản sắc quê ta. Đi lễ đầu năm, văn hóa ngày xuân. Việt Nam ngày xuân đẹp tươi muôn sắc màu. Viettravel ơi, ghé qua phố cổ check in cùng tạo dáng hất nhẹ cái váy. Đôi mắt nhìn nghiêng nghiêng nâng nhẹ cái mặt. Nụ cười có đồng tiền dạo quanh ăn uống ẩm thực của ba miền. Tết không thể thiếu bánh chưng với bánh tét đa dạng. Ẩm thực thì có phở cổ truyền, tỏi cuốn, bánh xèo, chả giò thêm bún cá, cà phê sữa đá quây quần ngồi tám chuyện. Chúc nhau cười vui cùng dắt tay bay cấp. Bà cháu vậy chắc chỉ có trên phim ha. Phải mình ngầu được như vậy để được đi chơi với tụi nhỏ. Ông bà ơi. Chẳng cần ông bà phải khôn ngầu, chỉ cần cả nhà mình hiểu nhau. Viettravel tin rằng chỉ cần đi cùng nhau, 80 hay 20 vẫn khôn ngầu. Đi chơi thôi cả nhà ơi. Đi thôi. Chúc nhau cười vui, cùng dắt tay bay khắp muôn phường. Nước non đẹp tươi, truyền thống xưa bản sắc quê ta. Đi lễ đầu năm, văn hóa ngày xuân. Việt Nam ngày xuân đẹp tươi muôn sắc màu. Viettravel ơi, dắt nhà đi chơi. Truy cập travel.com.vn để du xuân gắn kết với đa dạng hành trình cho cả gia đình. Viettravel, ngoại đi chơi Tết, gia đình trên hết.